Vâng, kính chào các bạn. Ngày hôm nay ngày 12 tháng 7 2019 thứ sáu thì tôi đã có mặt ở đây ở ngay trước cửa của Tòa đại sứ quán Việt Nam tại Berlin, và nơi đây là đại diện của chính quyền Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức. Và cũng tại đây cách đây 2 năm vào ngày 23 tháng 7 2019 đã xảy ra vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh, và vụ việc này đã đem đến cái khủng hoảng ngoại giao giữa hai nước Việt Nam và Cộng hòa Liên bang Đức mà cho đến ngày hôm nay vẫn chưa được khôi phục hoàn toàn. Và sở dĩ xảy ra những cái việc như vậy và phía Việt Nam có thể thực hiện được những hành động bắt cóc người tại Đức, bởi vì họ đã có cái lực lượng khá đông đảo, những dư luận viên tại Đức và châu Âu đã giúp vào cái việc này. Thông tin này thì các bạn cũng đã biết qua những cái tường thuật của chúng tôi lần trước, đó là những tường thuật khi mà tôi làm trước tòa án thượng thẩm của Berlin trong 17 phiên liên tục, thì trong đó đã xuất hiện rất nhiều những dư luận viên, những cái người mà đã giúp về hậu cần cũng như là chỉ điểm hoặc là theo dõi những cái người Việt Nam sống ở Đức và châu Âu. Và chính vì vậy mà ông Trịnh Xuân Thanh, một cái người đã xin tị nạn chính trị tại Đức, đã bị phát hiện khi đang ở Berlin cùng với gia đình. Và điều đó dẫn đến việc mật vụ Việt Nam đã cử người sang bên Cộng hòa Liên bang Đức để bắt cóc và đưa ông ta về Việt Nam bất hợp pháp. Và sau lưng tôi đây là Tòa đại sứ quán Việt Nam tại Berlin. Hôm nay là thứ sáu thì số lượng người làm việc ở đây cũng ít. Tuy nhiên vẫn có những người ở trên đó, và chắc chắn một lúc sau là các bạn cũng sẽ thấy có thể những cái cửa sổ sau lưng tôi nó sẽ mở ra và sẽ có một số người người ta nhìn. Và quay lại vấn đề về việc chương trình hôm nay tôi nói về nhận diện dư luận viên tại Đức và châu Âu, đội nằm vùng của Đảng Cộng sản Việt Nam tại Đức và nước ngoài. Cách đây ít hôm thì chúng tôi cùng anh người buôn gió, tức là Bùi Thanh Hiếu, cũng có mặt ở đây. Và khi chúng tôi tường trình về việc Tòa đại sứ Việt Nam tại Berlin không chịu đổi hộ chiếu cho tôi vì đã hết hạn từ cuối năm 2018. Tuy nhiên, chúng tôi đã qua luật sư đã nhận được những thông tin của Tòa đại sứ nói rằng là tôi phải vào trong Tòa đại sứ này thì để nói chuyện. Và nhiều lần họ đã viết thư cho chúng tôi với nội dung như vậy. Và các bạn cũng đã biết hiện nay ở một số nước độc tài và độc đảng thì việc mà vào Tòa đại sứ là việc hết sức nguy hiểm của những cái nước này. Gần đây đã xảy ra cái vụ sát hại của một cái nhà báo Saudi Arabian ngay tại thủ đô Istanbul. Đấy là tòa đại sứ của Saudi Arabian tại Istanbul, và ở đó ông ta khi mà vào làm thủ tục giấy tờ để cưới vợ thì cũng đã bị đội mật vụ ở đó ám sát. Và theo những cái tờ báo tường thuật ở đó là ông ta bị phân mảnh, phân làm nhiều mảnh, và sau đó có nơi thì nói rằng là ông ta bị đốt trong cái lò trong cái tòa lãnh sự. Có nơi thì nói rằng là ông ta đã bị đổ axit, tức là người ta cưa cái ông nhà báo ra làm nhiều khúc nhỏ và đổ axit vào, và cái axit đó sau đó họ dội nước theo cái đường thoát nước, thì như vậy là không còn tìm thấy bất cứ xác hoặc là bằng chứng nào cả. Đấy là cái điều mà chúng ta phải rất cẩn thận khi mà vào tòa đại sứ như thế này. Chính vì vậy mà tôi đã không vào tòa đại sứ, và tôi ủy quyền cho bà luật sư Black and House, là chính là bà luật sư của ông Trịnh Xuân Thanh, tiếp tục làm cái vụ việc này cho tôi. Và vụ việc này đến nay vẫn chưa chấm dứt, và chúng tôi sẽ tiếp tục thông báo về cái việc đó. Sở dĩ họ làm được những cái điều bắt cóc công dân Việt Nam ở Đức như đã nói là do tiếp tay của rất nhiều người, ngoài cái đội mật vụ Việt Nam ở trong nước sang Đức, đó là người dẫn đầu là ông Trung tướng Đường Minh Hưng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, và một số tướng lĩnh ở trong nước bay sang Séc, và sau đó bản thân ông Đường Minh Hưng đã sang Đức để điều tra và bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh về, thì có sự tiếp tay của 5 đến 7 người nhân viên của Tòa đại sứ quán Việt Nam ở Berlin ở đây. Đó là ông đại tá tình báo Thoa, ông đại tá sĩ quan liên lạc Hải và nhiều người khác nữa, thì chúng tôi cũng đã tường thuật với các bạn trong những chương trình tới, và chắc chắn chúng ta sẽ quay lại đề tài này khi có dịp. Và ngoài những cái người đó ra thì chúng ta cũng đã thấy xuất hiện những cái người như ông Tiến Hói, là một cái người mà với biệt danh Tiến Hói, ông ta ở Berlin và đã giúp cái Tòa đại sứ quán Việt Nam ở Berlin này ra lấy đồ của cô Đỗ Thị Minh Phương ở khách sạn Sheraton khi mà bắt cóc cô Phương. Và sau đó ông Tiến Hói cũng đã thú nhận trước tòa rằng ông ta không hề biết đấy là vụ bắt cóc, bởi vì nếu biết thì ông ta đã không tham gia vào những cái việc như vậy, và điều đó rất tệ hại và tai hại cho cái cuộc sống của những kiều bào ở đây. Và cảnh sát thì vẫn tiếp tục điều tra để biết rằng cái người đó người ta cố tình làm như vậy hay là người ta vô tình. Và một cái khuôn mặt mới xuất hiện ở gần đây trong cái buổi tường trình vừa qua thì chúng tôi cũng đã báo cáo với các bạn, đấy là ông Diệu. Đây là hình ảnh của ông Diệu.
đây là hình ảnh của ông Dịu, một cái người mà khi mà tôi và anh Bụt, một người buôn gió đã đang làm chương trình ở đây để nói về việc mà hộ chiếu của tôi không được đổi, thì cái ông Dịu này ấy, đã thì ông Dịu này đây các bạn nhìn thấy thì đã comment tha và đã chửi chúng tôi là đồ nọ đồ kia. Và đấy là những cái ông ta không phải comment tha một lần, ông ta đã comment tha rất nhiều lần. Đây các bạn xem kỹ cái hình ảnh của ông Dịu để các bạn biết cái điều đó. Đây và đấy, và ông ta đã để cái comment tha rất lâu. Và với tư cách của báo chí và tôi là một nhà báo, thì với việc mà sỉ nhục một nhà báo như vậy ở trên nước Đức này thì đó là vi phạm vào pháp quyền, nhà nước pháp quyền của Cộng hòa Liên bang Đức. Và điều đó thì chúng tôi sẵn sàng có thể đưa ông Dịu này ra tòa, tức là thưa với cảnh sát và đưa ra tòa vì cái tội lăng nhục. Và điều đó thì sẽ rất khó khăn cho ông ta khi mà sống ở Đức dưới một thể chế dân chủ và tự do dân chủ như ở Đức, như ở đây, mà lại làm những cái điều phục vụ cho việc làm dư luận cho Đảng Cộng sản trong nước. Thì đây là hình ảnh ông Dịu mà các bạn nhìn thấy đây, là một người, một nhân vật mới xuất hiện và có vẻ khá nguy hiểm trong cộng đồng người Việt Nam ở Đức, và ông ta hiện nay đang sống ở Berlin. Đấy, và trong hôm vừa rồi tôi với anh Bùi Thanh Hiếu là người buôn gió cũng đã đi tìm ông Dịu để hỏi chuyện vì sao mà ông ta lại sỉ nhục chúng tôi, lăng nhục chúng tôi. Thì nhưng mà chúng tôi rất tiếc là đã chưa gặp ông Dịu và cũng chưa hề nhận được cái lời xin lỗi nào của ông Dịu, chứng tỏ rằng ông ta rất là mong rằng là có lẽ ông ta đã sỉ nhục được chúng tôi nhưng ông ta không hề nói gì lại cả. Và ông ta cũng tiếp tục, nếu mà chúng ta không có những biện pháp cụ thể thì chắc chắn ông ta sẽ tiếp tục làm những cái điều mà gây nguy hại cho cộng đồng Việt Nam ở Đức và ở châu Âu. Đây, đây là ông Dịu. Và các bạn cũng đã xem cái thông tin mà ông Dịu đã chia sẻ trong cái commenta đó, tức là ông ta đã chửi như thế này. Đây là cái việc ông Dịu, ông nói là mày là thằng ngu này, rồi là hai con chó điên này. Đấy, tức là ông ta nói tôi với ông Bùi Thị Hiếu là như vậy. Mà khi chúng tôi đứng ở trước cửa Đại sứ quán Việt Nam ở Berlin này, là lãnh thổ bên ngoài ở sứ quán vẫn là lãnh thổ Cộng hòa Liên bang Đức, thì chúng tôi tường thuật về cái việc sứ quán đã không đổi hộ chiếu cho tôi, thì ông ta đã lập tức xông vào và chửi bới liên tục như thế này. Đấy, thì đây là cái lời chửi của ông Dịu mà hiện nay chúng tôi đã có trong tay và đã dịch cái nội dung đó sang tiếng Đức. Trước khi ông Dịu làm cái điều này thì các bạn phải biết rằng ở nước Đức có rất nhiều người Việt Nam, hơn 100.000 người Việt Nam sinh sống, thì chỉ những cái người có vẻ rất thân với sứ quán Việt Nam thì mới hay làm những cái việc như là của dư luận viên, hoặc là có thể họ bí mật họ theo dõi những cái hoạt động của kiều bào ở đây để họ báo cáo cho các tòa đại sứ, hoặc là gửi thẳng cái thông tin về Ủy ban người Việt Nam ở nước ngoài, hoặc là họ có thể gửi thẳng về Bộ Công an ở Việt Nam để theo dõi những cái cộng đồng người Việt Nam ở đây. Thì đây là một hình ảnh của người khác mà tôi xin gửi cho các bạn để các bạn cùng biết. Đây là hình ảnh của một người khác. Đây là ông này, là ông Sơn Điền. Vâng, đây ông Sơn Điền này thì tiểu sử, thì khi mà tôi vào gặp cảnh sát thì họ nói rằng là họ quá biết về tiểu sử của ông Sơn Điền này, bởi vì ông ta là em của ông Trung Điền, đã là một tay súng trước đây ở người Việt Nam ở Đức, có những cái tranh giành về việc buôn bán thuốc lá cũng như là địa điểm để bán hàng bán thuốc lá lậu. Thì chính ở đây là em ruột của Trung Điền. Đấy anh ruột của Trung Điền là cái người mà sau đó đã bị bắn chết vì tranh giành lãnh thổ bảo kê thuốc lá. Và ông này là Sơn Điền đây, mặc áo xanh này, rất thân và ngồi ăn uống thường xuyên, ăn uống với cả hình ảnh bên cạnh là một người to béo. Đấy chính là hình ảnh của đại sứ Đoàn Xuân Hưng, là đại sứ khóa trước mà cũng là đại sứ bắt cóc. Mà khi xảy ra vụ bắt cóc thì chính ông Đoàn Xuân Hưng là ngồi trong cái tòa đại sứ và ngay sau lưng tôi đây. Để rất nguy hiểm, thì là những cái người như thế này á, thì họ sẵn sàng làm mọi cái việc, họ làm mọi cái để họ có thể đạt được cái mục đích của mình, và họ thân thiết với sứ quán, họ giao lưu, có những thông tin báo cho tôi rằng là họ đánh gôn với sứ quán, tức là họ thường xuyên giao lưu, và không biết là khi mà giao lưu như vậy thì họ ăn uống với nhau thì họ phải nói chuyện, thì họ đã cung cấp những cái thông tin gì của kiều bào Việt Nam tại Đức và châu Âu cho những người thế này. Mà chính vì vậy mà ông Trịnh Xuân Thanh cuối cùng cũng đã bị bắt cóc, mặc dù là ông ta đã có những cái biện pháp bảo vệ và rất cẩn thận, nhưng mà đã bị đưa về Việt Nam, và bây giờ các bạn đã biết ông ta vẫn ngồi ở tòa tù ở trong nước. Đấy, thì đây là cái việc mà ông Sơn Điền thì đã có cái việc mà ông, khi mà tôi đăng những bài báo nói về vụ của ông Nguyễn Xuân Phúc sang G20 với vai trò là chủ tịch của APEC 2017 thôi, thì ông Sơn Điền lập tức là có lời chửi bới, và lập tức chửi bới luôn. Đấy, ông ta nói đây các bạn xem, đây là hình ảnh, đây là chính là cái messenger, tức là ông ta nhắn tin trực tiếp cho tôi. Ông nói là
là tao sẽ lên gặp mày, mời mày ăn tiết canh ngan cho thoải mái nhé Khoa. Đấy, tiết canh ngan. Đấy, ông đây là ông Xuân Điền, một trong những du lượn viên hàng đầu của Đức, của người Việt Nam ở Đức đây. Ông ta sống ở München. Đấy, và ông ta đã dọa rằng là cho mời ăn tiết canh ngan. Thì các bạn cũng đã biết rồi, ăn tiết canh ngan ấy, thì là không phải là ở Đức thì không ai được phép bán tiết canh ngan cả. Cái đó chỉ là cái bán ở Việt Nam mà thôi. Ở đây họ cấm tất cả mọi cái đó. Nhưng mà với những cái ngôn ngữ của những cái người mà gọi là thế giới ngầm, thì đấy là cái ngôn ngữ là sao sẽ cắt cổ. Cắt cổ tiết canh mà, tức là cắt tiết. Và không phải chỉ một lần ông ta đe dọa, ông nhắn tin, mà ông ta đe dọa nhiều lần thôi. Và nhắn tin cho tôi nữa. Thì tất nhiên là những cái nhắn tin này thì tôi đã dịch ra và tôi đã báo cảnh sát. Và sau đó thì ông Xuân Điền đã gặp rất nhiều rắc rối trong cuộc sống và không hiểu bây giờ ông ta ở đâu và như thế nào. Thì đây là một trong những cái dư luận viên hàng đầu của người Việt Nam ở Đức đây. Đấy là cái người này, đấy, ông Xuân Điền. Thì các bạn thấy đây là, xem lại hình ảnh một lần nữa, hình ảnh ông Xuân Điền đây. Đấy, cái người mà mặc áo xanh, đeo đồng hồ đắt tiền, đấy, và ngồi ăn nhậu với cả đại sứ Đoàn Xuân Hưng ở đâu đó, là rất thân thiện. Đấy, cái hình ảnh này là được chia sẻ rất nhiều trên mạng. Và những cái người này, người ta sẽ cung cấp những cái thông tin của những kiều bào Việt Nam, của các doanh nghiệp Việt Nam, của các hội đoàn Việt Nam và các tổ chức người Việt Nam độc lập ở đây cho tòa đại sứ và cho những cái nơi mà họ thu thập thông tin. Thì cái điều này rất nguy hiểm cho cái nền thể chế dân chủ và tự do như ở Đức, bởi vì là điều đó hoàn toàn là cấm kỵ và nó dẫn đến cái việc dường như giống như là hoạt động gián điệp, giống như hoạt động gián điệp. Bởi vì là khi mà anh hoạt động như vậy thì anh cung cấp thông tin mà cái người kia không biết, thì điều đó là rất nghiêm trọng, bởi vì là có thể bị quy kết vào hoạt động gián điệp tại Đức. Đấy, đây là ông Xuân Điền. Và quả thật thì trong cái vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh mà đã đưa vào tòa đại sứ ở sau lưng tôi đây, thì đã có những cái người mà tham gia trước đây, ông ta cũng có những cái quan hệ rất mật thiết với bộ công an Việt Nam. Đó là ví dụ như là một cái nhân vật đây, là các bạn nhìn thấy đây khuôn mặt, và đây là ông Đào Quốc Oai, em trai của, hiện nay theo tôi biết là em trai của phó giám đốc công an điều tra của thành phố Hải Phòng. Thì ông Đào Quốc Oai này, là trước tòa thì tòa án đã nói rằng ông ta là cái người tổ chức cùng rất nhiều dư luận viên và một số người Việt Nam ở Đức và châu, và Séc và châu Âu, để theo dõi và bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh ở Đức. Đấy, thì đây là ông Đào Quốc Oai. Tuy nhiên sau cuộc bắt cóc đó thì ông ta đã trốn về Việt Nam, và ông ta có quốc tịch, tức là ông ta có giấy tờ tại Séc, Cộng hòa Séc, và có vợ và con ở bên Séc. Thì ông ta trốn về Việt Nam, mà theo tôi được biết hiện nay ông ta đang trốn tại Hải Phòng, thành phố Hải Phòng. Thì hiện nay cảnh sát Đức đang điều tra và truy nã ông này, Đào Quốc Oai này. Ông này tội phạm rất nặng. Đấy, thì những cái ai mà có biết về cái thông tin địa chỉ chỗ ở của ông Đào Quốc Oai thì hãy comment vào đây, hoặc hãy sẽ gửi cho chúng tôi, để có thể là cảnh sát Đức sẽ cần những cái thông tin đó. Bởi vì những con người này rất nguy hiểm, họ đã tổ chức để bắt cóc người. Đấy, đây là ông Đào Quốc Oai, một trong những dư luận viên cấp cao của Đảng Cộng sản, được cài cắm ở Cộng hòa Séc. Và rất nhiều người Việt Nam ở Đức, ở Séc đã biết ông này và đã từng chơi golf với ông này, và thấy ông ta có một cái khuôn mặt rất là ghê gớm, và có sự rất thân với cả có thân thiết với Bộ trưởng Công an Tô Lâm và cái đội ngũ công an. Chính vì vậy ông ta đã tổ chức bắt cóc ông, cùng với ông Đường Minh Hưng tổ chức bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh ở đây. Đây là một trong những Việt kiều tại Séc, Cộng hòa Séc, một trong những dư luận viên hàng đầu tại Cộng hòa Séc, và đang trốn chạy trước cái sự truy nã của cảnh sát Séc cũng như là cảnh sát Đức về cái vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh. Đây là hình ảnh ông Đào Quốc Oai. Đấy, hiện nay đang trốn, lẩn trốn ở Hải Phòng. Đây là tội phạm rất nguy hiểm mà phía Đức đang điều tra và truy tìm. Những bạn nào biết ông Đào Quốc Oai đang sống ở trốn ở đâu thì hãy comment vào đây để cảnh sát có thể có điều kiện để truy nã. Đấy, và nhưng mà gần những người này các bạn không nên đến quá gần, bởi vì họ là những cái nhân vật rất nguy hiểm, có thể giết người không gây tay và có thể ám sát người không gây tay. Cho nên, và họ lại có cái bảo trợ của chính quyền. Đấy, cho nên là các bạn cũng phải cẩn thận khi tiếp xúc quá gần với những người như thế này, bởi vì bất cứ lúc nào những người như vậy họ cũng sẽ sẵn sàng bắn các bạn, giết các bạn hoặc là ám sát các bạn để đạt được cái mục đích của mình. Thì đây là những cái người mà đang bị Đào Quốc Oai đang bị công an, cảnh sát Đức và cảnh sát Séc, Cộng hòa Séc truy nã và đang trốn về Việt Nam. Đấy. Và ngoài ra thì còn rất nhiều những cái gương mặt dư luận viên khác, đó là những cái người mà chủ doanh nghiệp. Các bạn phải biết là chủ doanh nghiệp là sao? Là những cái người mà hoạt động doanh nghiệp kinh doanh tại Cộng hòa Liên bang Đức, tại Cộng hòa Séc và nhiều nước ở châu Âu. Thì những cái người này lại mặc dù ở thể chế dân chủ, mặc dù sống ở dưới cái nhà nước pháp quyền tự do, nhưng mà họ lại đi phục vụ cho cái thể chế độc đảng, đấy là Đảng Cộng sản. Ví dụ như một cái người mà nhiều người biết tên tuổi đây,
đây là ông Hoàng Đình Thắng. Ông Hoàng Đình Thắng hiện nay vẫn đang ở Cộng hòa Séc và ông ta là chủ chợ Sapa tại Cộng hòa Séc, và ông ta là ủy viên Mặt trận Tổ quốc Trung ương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tức là một cái cơ quan, một cánh tay nối dài của Đảng Cộng sản Việt Nam hoạt động ở nước ngoài và trong và ngoài nước, và ông ta là ủy viên Trung ương. Thì các bạn biết rằng một ủy viên Trung ương của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thì là một cái chức danh rất to, và với chức danh này ông ta đã thường xuyên gặp các quan chức Việt Nam sang Cộng hòa Séc, tạo điều kiện cho họ hoạt động và tiếp khách và làm rất nhiều những cái vấn đề ở bên đó. Thì ông ta cũng đã hiện nay đang lọt vào tầm ngắm của công an, cảnh sát Séc và kể cả cảnh sát Đức. Tuy nhiên ông ta đang là chủ chợ và chưa có bằng chứng rõ ràng, cho nên là tạm thời ông ta vẫn có thể kinh doanh ở bên Cộng hòa Séc, nhưng mà ông ta là một cái người là ủy viên Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, là một người khá nguy hiểm tại Cộng hòa Séc. Thì đây là cái thông tin mà chúng tôi biết được. Đây là những cái dư luận viên cao cấp mà đang tồn tại ở châu Âu, ở Cộng hòa Séc, và thông qua những cái dư luận viên như thế này thì chắc chắn rằng là nhiều cái thông tin sẽ được họ truyền tải về cho sứ quán Cộng hòa Séc, cho các cơ quan bộ ngoại giao, cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở các nước, để họ tiếp tục theo dõi và có cái áp chế đối với người Việt Nam đang định cư ở nước ngoài. Thì đây là những cái người rất nguy hiểm. Ông ta Hoàng Đình Thắng là ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đây, Hoàng Đình Thắng hiện nay đang ở Cộng hòa Séc. Và tất nhiên thì những cái người như vậy thường xuyên là có những hoạt động khác nhau, và đây là một cái người mà các bạn chắc chắn là cũng rất là thân thuộc, thân quen. Đây là ông Nguyễn Hải Long, là một cái nhân vật mà hiện nay đang bị kể ở Đức bắt giữ về cái tội tham gia vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh. Và ông Nguyễn Hải Long cũng là một Việt kiều tại Cộng hòa Séc, và ông tham gia vào đường dây bắt cóc và cũng là một cái dư luận viên cấp cao, nhưng mà ông ta lại tham gia trực tiếp vào vụ bắt cóc, và ông ta đã nhận tội trước tòa thượng thẩm tại Cộng hòa Liên bang Đức về tội bắt cóc, với cái bản án của tòa thượng thẩm đưa ra là 3 năm 10 tháng. Và ông đây là ông Nguyễn Hải Long của Cộng hòa Séc, và ngay cả cảnh sát Séc sau đó đã bắt ông này và đưa dẫn độ sang phía Đức, và Đức đã phải dùng trực thăng chuyên dụng để bốc ông ta từ biên giới Cộng hòa Séc về để điều tra tại Đức. Và hiện nay ông ta đang ngồi tù tại Berlin, là nơi mà đang tạm giam những người mà chưa có phán quyết cuối cùng, bởi vì ông ta vẫn đang là kháng nghị phúc thẩm, tức là tòa án liên bang chưa có phán quyết cuối cùng. Thì có nghĩa là phía Đức vẫn đang tiếp tục điều tra, và bất cứ lúc nào tất cả những cái người mà có liên quan đến đường dây mật vụ bắt cóc, những cái dư luận viên mà đã giúp hỗ trợ bắt cóc, thì bất cứ lúc nào cũng có thể bị mời ra trước tòa để làm nhân chứng để tiếp tục xét xử. Đó là những người mà chúng tôi đã nói, như ông Tiến Hói, đó là những người mà nhiều nhân chứng khác nữa. Và ông Nguyễn Hải Long thì đã bị bắt và đang bị giữ ở đây. Ông ta là một cái người Việt Nam sống tại Cộng hòa Séc. Đây là khuôn mặt của Nguyễn Hải Long, và ông ta là gọi ông Đào Quốc Oai là cậu, và làm ông Nguyễn Hải Long làm công tác chuyển tiền, làm cái văn phòng chuyển tiền. Thì theo như điều tra, ông ta đã chuyển nhiều triệu euro từ Việt Nam qua lại giữa Việt Nam và Séc, và liệu số tiền đó có là tiền bẩn hay không hay như thế nào, thì cái đó, thì chuyện đó, những cái việc đó thì cảnh sát Séc thì sẽ tiếp tục điều tra. Thì đây là Nguyễn Hải Long đang bị giữ tạm giam trong tù vì tội bắt cóc, cũng là một Việt kiều Séc và một cái người rất ủng hộ cho Đảng Cộng sản, tức là ở Cộng hòa Séc, và họ đã tham gia vào đường dây bắt cóc. Thì ông ta chính là người đã thuê chiếc xe để đi bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, và chiếc xe đó đã chạy vào trong tòa đại sứ quán ở sau lưng chúng tôi, đấy, phía sau đây. Và tất nhiên thì khi mà có những cái lực lượng dư luận viên rất là nhiều như vậy, thì là phải có sự chỉ đạo của ai? Đó là chỉ đạo của những cái người cán bộ cấp cao nhất hàng đầu ở Việt Nam, chuyên về những cái vấn đề truyền thông về văn hóa tư tưởng. Đó là cụ thể là ông Võ Văn Thưởng. Đấy, các bạn nhìn thấy ông Võ Văn Thưởng. Đấy, ông Võ Văn Thưởng là ủy viên Trung ương Đảng, trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Đấy, thì ông ta thì trong cái ngày hôm qua cũng đã lên truyền hình cũng và phát trên những cái hội nghị của ông ta, nói về cái việc mà tự diễn biến, tự chuyển hóa. Thì ông ta có cái bài phát biểu hơn 70 phút về việc đó, và ông ta lo ngại trong cái diễn biến của các đảng viên, kể cả cấp cao ở trong nước, họ đang tự diễn biến. Nhưng mà ông Võ Văn Thưởng phải hiểu rằng khi mà đất nước thay đổi và khi đất nước có những cái hợp tác với cả quốc tế, thì Việt Nam cũng phải làm và phải thực hiện theo những cái cam kết quốc tế. Muốn thực hiện thì Việt Nam cũng phải thay đổi, đấy là một cái lẽ tất nhiên, một cái tự nhiên thôi. Đấy, thì đây là ông Võ Văn Thưởng, người đứng đầu, và cũng người đứng đầu chùm của các dư luận viên. Với ông, dưới quyền ông Võ Văn Thưởng sẽ là Bộ Thông tin Truyền thông, sẽ là Bộ Văn hóa, sẽ là những cái đối tượng, tức là những cái nhóm ở nước ngoài, là họ sẽ làm những công tác về
văn hóa tư tưởng, họ định hướng dư luận, họ đe dọa, họ theo dõi những người Việt Nam mà không cùng chứng kiến với họ, ngay cả ở nước ngoài. Thì đấy là cái việc mà ông Võ Văn Thưởng hiện nay đang nắm. Và tất nhiên khi mà sang Đức và sang nước châu Âu thì những cái nguyên thủ quốc gia của Việt Nam thường có những cuộc gặp với những cái dư luận viên cấp cao hoặc là dư luận viên cấp thấp. Mà cụ thể như là trường hợp ông Nguyễn Xuân Phúc trong thời gian vừa qua cũng đã có cái chuyến công tác sang Cộng hòa Séc. Đây các bạn nhìn thấy, và chúng tôi có bức ảnh này là cũng đã chia sẻ và xin chia sẻ lại các bạn cùng biết. Đây là ông Nguyễn Xuân Phúc cùng với đoàn của ông ta đang ngồi ăn nhậu ở tại Cộng hòa Séc. Đây các bạn thấy. Và trong xung quanh đây là rất là một số doanh nghiệp của Cộng hòa Séc đã tiếp, và cũng có những cái người đã cung cấp cho tôi những cái thông tin, và họ nói rằng là ngay hôm mà ông Nguyễn Xuân Phúc này đang ăn nhậu thì hôm đó cũng là cái hôm mà ông Nguyễn Phú Trọng ở trong nước bị đột quỵ. Đấy, nhưng mà ông Nguyễn Xuân Phúc thì ông vẫn uống rượu chúc mừng nhau rất vui vẻ, và có dường như ông ta rất vui khi ông Nguyễn Phú Trọng hình như là đột quỵ. Đấy, thì có những bức ảnh khác là chúng tôi xin cung cấp tiếp. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Xuân Phúc đã gặp một số cái doanh nghiệp, một số cái nơi cung cấp tài chính và tiếp đón ông ta tại Cộng hòa Séc. Và trong này không ít du lịch viên cấp cao và cấp thấp của Việt Nam tại Séc và các nước. Đấy. Ngoài ra, bởi vì những cái du lịch viên này không phải chỉ nằm ở Đức, ở châu Âu, mà du lịch viên nó nằm ở cao cấp hơn, đó là hệ thống truyền thông. Họ đã sử dụng hệ thống truyền thông để tấn công vào những tờ báo, tấn công vào những tự do ngôn luận tại Cộng hòa Liên bang Đức và các nước trên thế giới. Và cụ thể nhất, gần đây nhất, đấy là xảy ra sự việc mà bà Tào Thanh Xuân cũng lại là dùng dư luận, tức là bà hướng định hướng dư luận bằng cách là đưa ra một chương trình để nói rằng là các tờ báo ở nước ngoài, mà cụ thể là tờ Thời báo DE đưa tin giả. Đấy, thì bà trưởng ban, đoạn bà này là Tào Thanh Xuân, trưởng ban truyền hình đối ngoại Đài truyền hình Việt Nam, và bà ta đã dựng một cái chương trình lên rất khéo léo, tức là bà ta đã sang với Đức và sang một số nước để phỏng vấn những cái người Việt Nam đang định cư ở đây, và sau khi phỏng vấn xong, bà ta ghép lại thành một cái video clip để tấn công tờ Thời báo bên này. Và ngay cả những cái người được phỏng vấn thì họ cũng nói rằng là họ rất ngạc nhiên, và nếu mà họ biết như vậy thì không bao giờ họ tham gia phỏng vấn của VTV4 với mục đích để tấn công báo chí tự do tại Đức và châu Âu. Đấy là cái điều mà bà Tào Thanh Xuân đã làm. Nhưng mà cái việc này thì cũng không hiểu ai đã yêu cầu bà Tào Thanh Xuân làm, ủy viên Bộ Chính trị nào đã yêu cầu làm, hay là chính bà Tào Thanh Xuân và một số người khác muốn khơi lại vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh nên mới đưa cái thông tin là vì sao Thủ tướng Đức không tiếp ông Nguyễn Xuân Phúc ra là một lần nữa. Đây các bạn thấy, đây là bài báo định hướng dư luận, bài báo của dư luận, các dư luận viên cao cấp của là vì sao Thủ tướng Đức không tiếp ông Nguyễn Xuân Phúc, là bài báo của Thời báo vấn đề. Nhưng mà VTV4 tự nhiên lại khơi lại cái vụ này, thế thì phải chăng là chắc chắn là trong cái đội ngũ đảng của họ, đang trong cái ban tuyên giáo của họ đã có những cái người muốn hạ bệ ông Nguyễn Xuân Phúc, hạ bệ ông Tô Lâm, phải chăng là như vậy thì họ mới lôi ra như vậy để cho tờ Thời báo lại tiếp tục đăng tải những cái nội dung đó cho bà con trong và ngoài nước biết. Bởi vì đại hội lần thứ 13 sẽ được diễn ra vào năm 2020 thì sắp đến rồi, sắp gần rồi. Thì mà hiện nay công tác nhân sự đang được ông Nguyễn Phú Trọng và ban tổ chức trung ương Phạm Minh Chính đang sắp xếp, thì những cái thông tin này nếu mà đưa dồn dập và đưa ra thì rất bất lợi cho ông Nguyễn Xuân Phúc, cho ông Tô Lâm, cho ông Đường Minh Hưng, là những người trực tiếp và tham gia và gián tiếp tham gia vào vụ bắt cóc đó. Điều đó thì không hiểu là VTV4 có ý đồ gì, thì cái này để chỉ trong nội bộ họ đấu đá với nhau thì họ mới biết được. Đấy, thì đấy là cái thông tin mà chúng tôi cung cấp. Và ngoài ra thì cũng còn rất nhiều những cái người cũng hợp tác với cả VTV4 để đăng tin, nhưng mà những cái bản tin đó thì các bạn cũng đã biết là nó không thật, hoặc nó bị cắt bớt đi rất nhiều và không còn đúng đắn nữa. Thì những cái người này là nói là cộng tác viên của VTV4 hoặc là làm những cái việc mà họ yêu cầu, nhưng mà những cái người mà không biết tiếng Đức, không biết tiếng Anh mà lại phát biểu về những cái vấn đề thì tại Đức và tại châu Âu thì rất là khó. Thì đây là họ VTV4 luôn tận dụng những cái người ở nước ngoài, những Việt kiều ở nước ngoài, có những người biết và có những người không biết và cố tình không biết, để tham gia hỗ trợ họ làm cái công tác truyền thông, định hướng dư luận. Đấy là những hệ thống dư luận viên cao cấp mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã cài cắm được ở Đức và châu Âu. Và đây là có rất là nhiều những cái người như vậy. Đấy, ví dụ như các bạn có thể thấy ông là một cái người khác mà cũng không xa lạ gì với chúng ta. Đấy là ông nhà báo Vũ Hoàng Lân tại Mỹ. Đấy, cũng là một cái người mà đã phát biểu trong cái chương trình VTV4 để đả kích. Trong chương trình đó có chương trình đả kích tờ Thời báo đã đăng tin vào vụ ông Nguyễn Xuân Phúc sang G20 cách đây 2 năm rồi.
Thì đây là ông nhà báo Vũ Hoàng Lân. Thì họ phải nói rằng là cái cơ quan tuyên truyền tuyên giáo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã hoạt động rất tích cực, đã cài cắm người khắp nơi và đã đưa được những cái người mà đang sống ở thể chế tự do và dân chủ như Cộng hòa Liên bang Đức, như Mỹ và nhiều nước khác đứng lên để phát biểu, để đà phá lại cái truyền thông tự do tại Đức. Mà những cái điều đó thì rất là tệ hại, bởi vì là chính điều đó sẽ đem lại cái hậu quả cho những cái nơi, cho những con người mà đứng ra để giúp Đảng Cộng sản làm cái điều đó. Như vậy, đây là nhà báo Vũ Hoàng Lân, ông ta đã phát biểu trong cái video phóng sự, trong đó có nói đả kích tờ Thời báo. Và sau lưng chúng tôi thì các bạn cũng đã biết tòa đại sứ Việt Nam tại Berlin, là nơi mà ông đại sứ là Nguyễn Minh Vũ là đang làm cái nhiệm kỳ ở đây. Đấy, đại sứ Nguyễn Vũ. Đại sứ Nguyễn Minh Vũ thì vốn là cái người cũng đã từng một nhiệm kỳ ở Đức rồi, và ông ta là người khá thận trọng. Tuy nhiên thì trong cái việc mà ông ta định hướng dư luận và phải làm theo những yêu cầu của ban tuyên giáo của Đảng, thì cái điều đó cũng khó tránh khỏi, bởi vì bản thân ông Nguyễn Minh Vũ lại là bí thư đảng ủy của tòa đại sứ này, tức là toàn bộ các nhân viên sứ quán và những cái người xung quanh hoạt động ở đây mà có danh sách là đảng viên Đảng Cộng sản nhưng họ vẫn sinh hoạt ở trong này, thì ông ra là bí thư đảng ủy, tức là người đứng đầu đảng. Đấy, thì đại sứ Nguyễn Minh Vũ vẫn phải thực hiện những cái việc mà ông Võ Văn Thưởng và trong nước đưa ra. Đấy, thì đấy là ông Nguyễn Minh Vũ. Đấy, và chỉ có ông ta mới biết được là những ai là dư luận viên, những ai là cái người mà tay chân của ông ta. Thì những người đấy thường có cái cuộc gặp kín, hoặc là họ trao đổi trong những cuộc nhậu. Thì cái đó thì phải thông qua những hình ảnh, thông qua những cái video chúng ta sẽ biết đấy là ai. Đây là ông đại sứ Nguyễn Minh Vũ. Và tất nhiên thì sau khi có những cái, bởi vì có những cái dư luận viên đó, cho nên là có những cái người như ông Trịnh Xuân Thanh sau khi sang Đức để xin tị nạn chính trị, mà lúc đó ông Trịnh Xuân Thanh chưa hề có cái phán quyết của tòa, không hề có cái truy tố nào cả, ông ta vẫn sang Đức với hiệu hộ chiếu ngoại giao, thì ông ta hoàn toàn hợp pháp trong cái chuyện là xin đăng ký tị nạn chính trị. Và mặc dù ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vào ngày 7 tháng 7 2017 có đưa cái yêu cầu dẫn độ Trịnh Xuân Thanh cho bà Thủ tướng Đức Angela Merkel, nhưng bà Merkel đã phải từ chối vì bà ta nói rằng đây là việc của bên tư pháp, còn bà ta ở bên hành pháp thì không thể tham gia được. Thì có lẽ là quá sốt ruột cái chuyện đó, cho nên ông Nguyễn Xuân Phúc sau đó đã phải ra lệnh cho cái đội bắt cóc là thực hiện phương án 2 là bắt cóc luôn sau 2 tuần, tức là ngày 23 tháng 7 2017 thì đã xảy ra vụ bắt cóc, và sau đó đưa ông Trịnh Xuân Thanh vào trong cái tòa đại sứ này, để các bạn thấy là sau lưng tôi là tòa đại sứ, và nhốt nó 2 ngày, rồi sau đó tiếp tục đưa đi qua Cộng hòa Séc và sang Slovakia, và lên máy bay mượn của chính phủ Slovakia đưa sang ngã Moscow và về Việt Nam. Thì đấy là cái hành trình như vậy, và hiện nay cảnh sát Đức và cơ quan an ninh Đức vẫn tiếp tục điều tra về cái vụ việc này rất nghiêm trọng này, và cái người đứng đầu và chịu trách nhiệm trực tiếp trong cái việc này là Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Và cái đây là vị Tô Lâm, thì các bạn cũng đã biết ông Tô Lâm, thì sau khi cái việc mà bắt cóc cái xảy ra thì ông Tô Lâm đã có cái được khen thưởng, tức là ông ta được từ thượng tướng, ông ta ở thượng tướng rất lâu rồi, nhưng bây giờ ông ta được khen thưởng lên làm đại tướng, tức là thêm một sao nữa. Đấy, các bạn thấy một cái sao, có cái sao rất rõ ràng ở trên cái ve áo của ông Tô Lâm đây. Đấy, Tô Lâm này. Và ông Tô Lâm là cái người mà được hưởng lợi trong cái vụ này, còn những cái người khác, những cái cán bộ mà trong sứ quán Việt Nam này đi bắt cóc và hoặc là những cái dư luận viên khác tham gia cái vụ này thì là bị thiệt hại, bởi vì những cái cán bộ đó là bị trục xuất về Việt Nam, 2 cán bộ bị trục xuất, nhưng mà báo chí trong nước không hề đưa. Đấy, và báo chí ở nước ngoài đưa rất nhiều, và Thời báo cũng đưa rất nhiều, nhưng báo chí trong nước không hề đưa, im lặng. Nhưng mà ông Tô Lâm được lên một sao, thế còn những cái người kia thì gần như mất tích luôn trên những cái thông tin đại chúng khác ở trong nước khi họ về nước. Thì đây là ông Tô Lâm, và ông ta đã được thêm một sao sau vụ bắt cóc đó, thì là do ông Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã trao tặng cho ông ta. Thì phải nói là ông Trọng như vậy là phải đánh giá ông Tô Lâm là có thành tích, có lẽ là thành tích trong cái vụ bắt cóc này, cho nên là đã được thêm một sao nữa. Đấy, và ông Tô Lâm thì các bạn cũng biết là cái người đứng đầu chỉ huy mọi cái lực lượng đàn áp bắt bớ ở trong nước, và ngoài ra thì cái lực lượng dư luận viên thì cũng rất nhiều dưới tay của ông Tô Lâm để sẵn sàng làm những cái việc mà tấn công báo chí, tấn công tự do và tấn công và theo dõi cái người Việt Nam bất đồng, không cùng chúng kiến với ông ta ở nước ngoài. Thì đây ông Tô Lâm, và ông ta cũng là cái người mà trực tiếp phải chịu trách nhiệm về vụ bắt cóc của Trịnh Xuân Thanh vào năm 2017. Đây là ông Tô Lâm. Và sau đây để biết được cái số phận của những dư luận viên của Việt Nam tại Đức và châu Âu như thế nào,
thì mời các bạn xem một chương trình tường thuật sau lần thứ hai, và cái hồi sau này sau 15 phút nữa thì chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn cái thông tin là số phận của các dư luận viên Việt Nam tại Đức và châu Âu sẽ như thế nào. Đấy, và hẹn gặp lại các bạn vào sau 15 phút nữa để chúng ta cùng biết kết quả đó. Các bạn hãy bấm theo dõi của Lê Trung Khoa, bấm theo dõi của Facebook Thời báo, của YouTube Thời báo, và để luôn luôn được cập nhật những thông tin mới nhất. Lê Trung Khoa, Thời báo .de từ Cộng hòa Liên bang Đức. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào chương trình 2 sau 15 phút nữa để biết số phận của các dư luận viên như thế nào.